tôi biết rồi mà. Thì tôi chuẩn bị đồ xong rồi, khoảng chiều nay là tôi ra bến xe tôi lên rồi đó. Ừ, yên tâm đi. Ừ, yên tâm mà. Rồi, vậy nha. Ừ. Ủa, ngoại. Định chiều nay lên thành phố hả? Dạ. Ơi, công nhận thời gian nó trôi qua lẹ thấy sợ luôn ha. Được rồi con. Dạ. Ta nói hồi đó ở mình ên, buồn quá trời buồn. Rồi cái cháu ngoại nó gì à, cái nó vui quá trời vui. Rồi cái bây giờ nó đi về thành phố cái buồn quá trời buồn. Sao vui buồn lẫn lộn vậy trời. Thôi mà ngoại, ngoại cứ vậy hoài à. Rồi sao con yên tâm mà con đi thành phố được? Ôi con ơi, con đi, con cứ đi đi. Ngoại già rồi, lèm bèm vậy đó, quen rồi con à, đừng nghe, đừng để ý tới ngoại. Trời ơi, ai mà nói ngoại của con già đâu. Ngoại của con còn trẻ măng à. Con nhỏ này nó chát tôi, nó nịnh tôi thấy sợ. Nhưng mà con nịnh á ngoại, ngoại khoái. Mà tự nhiên cái con suy nghĩ lại rồi. Sao? Tự nhiên con không muốn ngoại con già. Cho nên là hả, con quyết định con ở với ngoại thêm một tuần nữa. Nghe không rõ, nói lại coi. Con quyết định là con ở với ngoại thêm một tuần nữa. Hứa với ngoại nghe. Dạ. Móc méo nè. Trời ơi, tự nhiên ngoại vui trở lại rồi. Như vậy là con không có về thành phố nữa. Thôi được rồi, ở đây đi, ở nhà đi. Ngoại đi chợ. Dạ. Rồi, ngoại đi chợ về nấu ngoại đồ ăn. Ngoại đi nhanh nhanh nha ngoại. Rồi rồi, đi chợ cái một à. Trời ơi Ngọc ơi, Ngọc ơi, trời ơi Ngọc ơi. Sao mới đó mà em đi lẹ dữ vậy Ngọc ơi. Ủa, em đi đâu? Thì em đi thành phố đó. Trời ơi, chị ngồi xuống đi, ngồi xuống, ngồi xuống. Trời ơi, bực quá chưa kịp gì, gì luôn đó. Trời ơi, đi thành phố mà chị không nói cái chữ thành phố. Trời ơi, chị qua mà chị nói cái chữ đi mà em tưởng là đi cái kia. Thì... trời ơi, sợ quá, nghe chị sợ. Ủa? Quá. Em nghĩ sao? Tại cái này là em nghĩ nhiều thôi. Chứ hả, chị nói là chị nói là em đi thành phố mà tại chị mà nói cho nó gọn, chị bỏ mất chữ thành phố thôi. Mà tóm lại là tại sao em đi nhanh dữ vậy? Trời ơi, em về đây hả? Cái em là phổ biến cho chị rất là nhiều những cái hay ho ở thành phố. Cho nên chị khoái quá trời luôn. Chưa vậy trơn, em đi rồi ai đi chơi chị? Em có nói là em đi đâu? Em ở thêm một tuần nữa mà. Thiệt không? Thiệt. Đừng dụ chị nha. Em nói thiệt. Trời đất ơi, vui quá à. Vậy là em ở thêm tuần nữa là hả, chị em mình lại có thêm nhiều kỷ niệm trong suốt một tuần nữa. Chứ nữa em cũng thích ở đây nữa. Tại ở đây cũng thoải mái, cũng vui. Nhưng... ôi trời ơi, ở đây thoải mái vui. Mà hả, đòi hả dọn đồ đi về trên thành phố. Là vậy. Sao? Ở đây á thì vui thiệt. Nhưng mà ở lâu quá nó cũng buồn. Với lại dưới này không có wifi. Em nói vậy cũng đúng. Biết sao không? Tại vì á, em ở trên thành phố quen rồi. Thôi, được rồi. Dù sao để kỷ niệm nhân dịp em quyết định ha, là em nén cái nỗi nó nhớ lại thêm một tuần nữa. Em ở đây chơi thêm một tuần. Chị có một bất ngờ dành cho em. Bất ngờ liền giờ hả chị? Ừ. Bây giờ em làm gì vậy? Làm gì? Em làm gì? Bất ngờ của em. Em lấy hai cái tay em hứng cái gì vậy? Thì bất ngờ của em đâu. Em kỳ quá hà. Em rất là vật chất nha. Em tính lấy cái gì? Bây giờ em nhắm mắt lại đi. Thì chị nói bất ngờ thì chắc chị cho đồ em đúng không? Em nhắm mắt lại đi. Phải nhắm mắt đúng hả? Phải nhắm mắt nó mới bất ngờ. Rồi giờ em nhắm mắt. Rồi, nha. Rồi nhắm mắt nha. Không được hí hí nha. Số này số mấy? Số 0. Ừ, số này số mấy? Số 10. Ờ đúng rồi đó, được rồi đó. Vậy là không có hí nha. Nào, hãy mở mắt ra đi. Tên tên tên. Thấy gì không? Cái nón. Tên tên tên. Bất ngờ chưa? Cái xoài. Ừ. Thì có gì đâu bất ngờ. Chị này á, xoài nhà em đầy giường kìa. Em kỳ quá. Cái trái xoài này lại không phải là trái xoài tầm thường, em hiểu không? Mà đây là một trái xoài. Nó sẽ hấp thụ được tính hiện đại của thành phố. Hãy xem ghê đây. Trời ơi, chị làm gì vậy chứ má? Chị lắc nó đó. Hôm bữa chị nghe em nói là ở trên thành phố em có cái món xoài lắc. Thì đây, đó, cái trái xoài này chị đi qua bên nhà bà Tư á. Xong cái bắt đầu hả là chị hả, chị bẻ dặn trộm á, đừng la lên nhà bà biết bà chửi á. Xong cái hả là chị đem qua đây chị lắc cho em nè. Trời ơi, thôi thì chị dừng lại đi, em sợ chị xúc cái cánh tay quá à, thiệt sự luôn á, để em nhận nha. Nhưng mà cái xoài lắc của em nói á là người ta nè, cắt ra
thành thành cái hình vuông nhỏ này nè, xong người ta để muối để đường bột ngọt rồi vô người ta lắc, người ta trộn đều lên chứ trời đâu phải là cầm nguyên một trái ôm vô người lắc vậy đâu. Trời ơi, như vậy mới là đặc biệt, mới khác hẳn món xoài lắc ở thành phố quen chứ. Trời ơi, từ xa đó là nghe cái tiếng của út mén rồi. Ngoại ghê quá dê. Ngoại đi chợ, ủa ngoại đi chợ không mua chè mua bánh gì cho tụi con hết trơn ngoại. Trời ơi, tôi nói tôi tính đi chợ, tôi mua nó rồi ăn canh chua đây nè. Rồi nhưng mà cái chuyện này nó quan trọng hơn đi chợ. Đi chợ ngoại. Mà cái chỗ này ngoại ghé vô nó gần hơn cái chỗ đi chợ. Rồi cái chỗ gì mà hả, nghe có vẻ hấp dẫn quá vậy ngoại. Nếu như đó là bí mật thì ngoại hãy yên tâm, đừng tâm sự với ai hết, cả cái xóm này hãy tâm sự với con. Vì con nổi tiếng là mém cái nhiều chuyện. Nhiều chuyện. Hay quá à. Cái miệng vô cái mỏ cô thì tôi biết rồi. Nói nghe nè. Ngoại ngoại đi cái chỗ đi lên bưu điện cái gì quay quay cái gì quay. Quay quay dép hả ngoại? Cái gì mà không phải quay dép, cái gì quay quay. Vậy là quay dài rồi. Không phải quay dài. Lẽ quay cặp, quay cái, sắc. Cái gì quay quay mà. À, quay hàm. Vậy quay quay gì đây nè? À. Cái wifi. Wifi của internet á. Trời ơi ngoại ơi, người ta kêu là internet, ngoại kêu là internet nghe muốn đây nè, đây nè. Ngoại đi đăng ký rồi đó, con coi đi cái người ta hẹn chiều nay ta lại ta làm đó. Trời ơi, bữa nay ngoại tân tiến quá nha. Biết sao hồn. Nói nó ở thành phố nó quen rồi, cái gì cũng có hiện đại hết trơn cái tụi. Rồi đi về quê mình. Bây giờ á ngoại làm cái này nè, gắn nó lên để cái gì á mình điện thoại nó dễ dàng. Rồi nó về để nó chơi nó cũng có cái gì nó để nó gọi điện thoại được. Với lại cái này nè con hiện đại thiệt kìa. Bây giờ mà mình gọi cái gì đó mà thấy mặt nhau nè, bởi vì mỗi lần tôi nhớ cô cái tôi gọi điện thoại tôi thấy mặt cô rồi. Ôi ôi ngoại. Chào. Tự nhiên cái ngoại đi làm diễn chi vợ cho tốn tiền vợ. Con ở với ngoại có thêm có 1 tuần à. Ngoại làm cái này rồi con thích hay không? Dạ thích chứ. Nhưng mà tại vì hả, con sao? Thấy ngoại thương con quá à. Mà con thì sao? Ở đây có 1 tuần lễ phải không? Nói nghe nghe tôi nói đây nè cô gái. Bây giờ ở 1 tuần lễ hay 1 ngày, 2 ngày cũng được. Đâu phải con về cái 1 tuần lễ này. Về sau nữa con thích, con thương ngoại, con về để dài dài. Thì có cái này cũng tiện lợi. Bởi vì ngoại tính cái việc lâu dài, hiểu chưa? Nhưng mà cái này á tốn tiền của ngoại dữ lắm. Trời ơi tốn có bao nhiêu, miễn cháo tôi vui là nhiêu cũng được hết trơn hết trọi á. Con thương ngoại quá à. Ừ. Mà ngoại. Chào. Bây giờ là con hả mới hiểu ra một điều á. Điều gì? Là bây giờ ở trên Sài Gòn con có tiền, con muốn mua gì cũng được á. Mà về đây con có tiền, có 1 thứ con mua không có được. Là mua gì? Là tình cảm của ngoại dành cho con. Trời ơi, con mua được hết á. Dễ gì, con thấy họ tiền cái gì cũng mua được. Nhưng mà hả, tình cảm của bà cháu mình nè, cũng như là xóm giềng của chị Út Mén dành cho con á, làm sao mà mua được. Ừ, biết vậy là tốt quá con. Được rồi, chiều nay sao? Con quyết định rồi, cái này hả, con ở đây thêm 1 tuần nữa thì cái này là con sẽ tự xuất tiền con đóng. Thôi con đi trên thành phố làm đâu có nhiêu để mà ngoại đóng có bao nhiêu tiền đâu mà dành không biết nữa. Ôi, nhưng mà ngoại dưới này ngoại đâu có làm gì mà có tiền nhiều đâu, ngoại để đó, ngoại để dành ngoại ăn uống bồi bổ vô cái này để con đóng cho. Để tôi đóng. Thôi để con mà. Để, thôi mà tùy con. Miễn con vui là được. Dạ. Trời. Cái gì vậy, cái con này nó ưa làm chuyện thiệt á, hết hồn hết vía à. Không phải, nhìn thấy tình cảm của hai bà cháu quá thấm thiết mặn nồng, đột nhiên con sực nhớ tới một chuyện. Chuyện gì? Chuyện gì? Trời đất ơi, còn rất nhiều chỗ ở dưới quê mình chưa dẫn em đi chơi, chưa dẫn em đi ăn, mà em còn ở có đúng 1 tuần nữa thôi à, không biết làm sao ăn cho hết nữa. Ê nói nghe nè, trời ơi con với mấy đứa nhỏ đó chiều chiều thấy ưa đi, trời ơi từng bậy mà đi dạ. Xe đạp vui lắm dạ. Chỗ nào đó mình dắt nó đi coi. Dạ trời ơi nhiều lắm em ơi, nào là cá viên chiên này nha, hộp vịt lộn này nha, trứng cút xào me này nha, rồi còn có những cái món khác như là xoài lắc giống như em nói vậy đó ha. Rồi xoài lắc là cốc lắc là sơ ri lắc là rất là nhiều các loại luôn, cái gì cũng có đủ hết trơn á em ơi. Đã vậy còn có là bánh tráng trộn, là bánh tráng cuốn, là bánh chua cuốn xong rồi trộn nè em ơi, rất là nhiều, có luôn bánh tráng nướng, là bánh tráng nướng trở thôi đừng nói nữa, nhiều lắm nè nè. Con giờ cái tướng rồi con hiểu rồi ha. Trời ơi, nghĩa là ở cái xã này có bán cái món gì là có bả hết trơn rồi đó. Đúng. Dạ nhưng mà chị có bán cái món nào mà mềm mềm á để cho bà ngoại em ăn được không, chiều nay á ba bà cháu mình đi chung cho vui. Ừ, không có đâu, không cần món mềm á con. Chân gà xả tắc tao cạp. Sao tự nhiên qua nhà tôi rồi chọc ghẹo tôi hát vậy hả? Qua đây nhờ cái này.